Rồi ok xin bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel của Thắng. Và hôm nay đã là ngày 28 rồi, tức là đã hết Noel cách đây 3 ngày rồi. Nhưng mà vẫn còn một nơi còn ông già Noel mà Thắng chưa khám phá ra. Và có một bạn đã comment để cho Thắng biết, đó chính là nhà của ông bà ma, bà ngoại, ông ngoại ma, à, bà ngoại, ông nội ma. Hồi mà không biết là ông già Noel vẫn ở, à, hay là ông già Noel bị ông nội với cả bà ngoại ma bắt đi nhở. Không được, bây giờ ta phải đến đấy ngay để khám phá cho tất cả các bạn xem mới được. Ok. Chưa gì mà thằng đã nhìn thấy ông già Noel này nè. Và ông già Noel đang gói quà hình như là đi tặng cho từng nhà, từng nhà, từng nhà. Wow. Và đây là ông nội nè. Ông nội đội cái mũ của ông già Noel nè. À là ông già Noel mất ngay cái mũ. Mà trên tay của ông nội vừa cầm cái gì nhở? Thắng quên hay không để ý rồi nên là không biết là trên tay của ông nội vừa cầm cái gì. Ông mà bà ngoại đâu vậy ta? Bà ngoại đâu rồi? Hay là bà ngoại đang đi lấy hộp quà của ông già Noel nhở? À, ấy, chưa gì mà đã thấy một hộp quà đấy nhá các bạn nhá. Đây này, Thắng sẽ mở ra luôn xem nào. Ông già Noel tặng quà gì ở trong cái hộp quà này? Wow! Trời ơi, ông ta cho mình một lon nước này. Ao, một lon nước luôn. Ồ, 1/20 lon nước à? Uống luôn. Uống nước này là ta sẽ chạy cực kỳ là nhanh luôn. Oh, đây là xe của các chú cảnh sát này. Và các chú cảnh sát đang đợi để bắt ông già với cả bà ngoại ma. Có bắt luôn cả ông già Noel không ta? Chắc là chỉ bắt ông nội với cả bà ngoại ma thôi. Ok, thôi kệ đi thì bây giờ. Wow, đây là chiếc xe phát quà của ông già Noel này. Wow, Thắng nhớ không nhầm là ông già Noel phải đi tuần lộc, cưỡi tuần lộc để phát quà chứ không phải là đi xe tải như thế này. Chắc chắn đây không phải là ông già Noel thật rồi, mà đây sẽ là ông già Noel giả. Hay là ông già Noel này sẽ đi bắt cóc đi nhở? Thôi, Thắng không biết đâu, nói chung là bên ngoài là cảnh sát rồi, đường thì bị chặn rồi, bị chặn bởi cái xe này này. Bây giờ các chú cảnh sát thì cũng không biết đi đâu hết rồi. Đây là Thắng sẽ tự một mình vào trong này khám phá luôn, cũng đẳng cấp mà. Đây Thắng sẽ không sợ ai cả. Đi qua hàng rào này. Wow. Oh, hình như là nhà của ông bà, hình như bây giờ nuôi trẻ nhỏ sao ấy. Đây có cái gì, hình con chim à? Hình con chim này đã không biết làm gì luôn. Mình có đầy hộp quà luôn này các bạn này. Wow, đầy hộp quà luôn nè. Thì cái chỗ này nè, cái chỗ này là để khu vui chơi cho trẻ nhỏ này, cầu trượt này. Vậy nhưng mà tối quá, sao không cắm đuốc vào. Wow, cái hộp quà khổng lồ này. Nhưng mà không thể mở được đâu các bạn ơi. Thắng chỉ có thể mở được cái hộp quà con này thôi. Wow, có tiền luôn. Yeah, ông già Noel tặng quà. Thế này Thắng sẽ đi nhặt hết sạch hộp quà trong nhà, trong khu vườn của ông với bà đi. Đây cần hộp nữa này. Wow, wow. Đây là, các bạn, đây là quả pháo này. Wow, đây là quả pháo này. Thắng thử lém xem là cái quả pháo nó lổ được không nha. Mà từ từ á, lúc nào gặp ông với bà là sẽ lém cái quả pháo này. Còn bây giờ nó chưa có cái gì, chưa lém được. Rồi, Thắng nhìn thấy ở trên này có một hộp quà, nên là Thắng sẽ đi lên đây. Đây này, trước mặt Thắng có hộp quà luôn. Ủa, bên này cũng có quà luôn. Nói chung ở chỗ nào cũng có quà. Hình như là có 20 gói quà trong cái khu vườn này sao ấy. Đúng rồi, 4/20 nè. Vậy là còn rất là nhiều quà luôn. Ok. Và cái nhiệm vụ của Thắng là phải thoát khỏi cái nhà của ông với bà này. Đây còn hộp quà nữa. Thôi, Thắng nhặt lốt cái hộp quà này nữa thôi. Rồi, wow, tiền luôn. Ok, có tiền luôn. Wow. Đố các bạn, đây là ai? Vâng, đây là ông của Thắng. Thắng sẽ lém quả pháo này vào mặt ông Thắng nhá. Là các bạn này, ném luôn. Lỗ, lỗ. Ê, sao không lỗ nhở? Ê, ui, lỗ các bạn ơi, lỗ các bạn. Các bạn có thấy không? Wow. Trời ơi, đây là tên gì nhỉ? Là tên Mr. Dog. Đúng rồi, tên Mr. Dog. Vậy là tên Mr. Dog. Còn bà ngoại đang chưa thấy đâu. Bây giờ hai người này hợp sức bắt Thắng này. Cái đồ cùi, bắt làm sao được Thắng. Toang toang, tí nữa thì toang luôn. Thắng đi vào con đường cụt đi, tí nữa thì bị bắt luôn đấy. Thắng sẽ nhặt tiếp cái quả pháo nữa. Hay lắm, quả pháo kia không cần đốt, cứ cần lém một phát ra thì nó lỗ. À, trên cái hộp quà kia các bạn à. Đi ăn trộm quà bị bắt là nhục lắm. Lên trên này lấy hộp quà, à, còn không biết ông với bà sẽ đi đâu. Rồi, mất dấu rồi. Nhặt hộp phải lên, à, có tiền, có tiền, có tiền, có xiền. Rồi, đi con đường này nè. À, có cái cầu thang đi lên kia kìa các bạn nhỉ. Có cái cầu thang đi lên kia kìa. Ui, mở cửa. Ok, wow. Trong này có 3 quả pháo nha. Xin luôn, 1 quả pháo, 2 quả pháo này, 3 quả pháo này. Rồi, bên này có cà lê này các bạn này. Có cà lê này, không biết cầm cà lê để làm gì. À, trong tủ này để trốn nha. Đi ra ngoài thôi. Cái cà lê này để xoay xoay cái gì sao. Để Thắng trèo lên cầu thang xem nào. Wow, trèo lên cầu thang nhanh ơi là nhanh luôn.
chưa thấy cái gì để xoay cả các bạn. Có mấy hôm nãy thì phải dùng cái grill thì mới chém được. Bây giờ như kiểu đi tham quan nhà của ông. Đó, chẳng có cái quái gì đâu các bạn. Chắc là tao phải đi xuống thôi, chứ chẳng có cái quái gì trên này. Không có cái gì xoay xoay để ông xoay cả. À, con điện này, dây điện. À, ông này. Rồi, mà... Bây giờ đi đường nào ta? Ui, trèo lên này, chẳng nhẽ lại không xuống được nhỉ? Đây, cái cầu thang đây rồi. Bên kia còn phòng cơ, nhưng mà tao không biết là sang bên kia kiểu gì. Thôi bây giờ cứ cầm cái cà lê này sang một cái phòng nó để xoay 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 nó ra. Ông cơ. Rồi tao sẽ đi đằng sau ông luôn. Ông không bao giờ thấy thắng đâu. Còn ui. Cậu ơi, đây là bà này. Ôi giời ơi, khiếp từ lấy đến giờ trời mấy phút rồi mới gặp bà luôn. Hello. Wow. Đấy nè các bạn ơi, ông già Noel trên này nè. Từ từ nha. Thôi chắc là không cần phải nhìn mặt bà đâu, mặt bà chắc là vẫn già như thế. Đây này, ông già Noel này bị ông già Noel đã bị bắt rồi các bạn nha. Rồi ok, chắc là bây giờ thằng sẽ giải thoát ông già Noel khỏi ông lượm cả bà ngoại. Thôi xong, toang rồi. Đây là ông. Đừng có mà nói ra đây là gặp bà luôn nha, gặp. Ôi giời ơi. Chạy đi đâu bây giờ? Ê. Ui, ui, bà này. Ui dồi ôi, ông với bà hợp lực bắt thắng. Thế này là không công bằng rồi, thế là ba người bắt thắng luôn. Không công bằng luôn. Không công bằng một chút xíu nào. Rồi, đánh lừa nha. Thằng sẽ vào trong cái phòng này. Mở phòng này ra. Ok, đây. Biết rồi, cái kim này, à, cái cà lê này dùng để xoáy. Một ốc này, một con, hai con, ba con, bốn con. Rồi, bây giờ tao sẽ lấy cái kéo đang cắt nha. Thằng cắt không? Không cắt được các bạn ạ. Phải có cái kéo. Lại còn giả vờ không nhìn thấy thắng. Thích đập một phát là thắng hoang mạng luôn. Rồi xong. Không biết là thằng sẽ có bao nhiêu mạng đây các bạn. Ok, bây giờ là thằng sẽ đi tìm đồ tiếp theo. Bây giờ quyết đi tìm cái đồ gì nữa thằng không biết được. Nói chung là cứ đi. Phải thoát khỏi cái chỗ khu vườn này đã. Bây giờ ba người bắt thắng liền thì thắng biết làm thế nào hả các bạn? Không thể giải cứu được ông già Noel. Ôi ôi, lại bà lê. Bây giờ là thắng phải tìm một cái gì đó liên quan đến xe beng. Đây, cái ngôi nhà bên này nhá. Các bạn ơi, ngôi nhà bên này nhá. Ồ, hôm qua. Hai hôm qua có xe luôn. Thả làm mấy cái thằng bé ở cái ngôi ở gần đây này không thể có quà. Hóa ra là ông ấy bà đã bắt ông già Noel à. Hộp quà tiếp, có tiền tiếp. Cửa này phải có khóa này các bạn ơi. Cửa này có khóa thì mới vô được này. Bây giờ là phải đi tìm chìa khóa. Ôi, tìm chìa khóa ở đâu bây giờ? Mà ông ấy bà cứ loanh quanh nhảy thì chẳng làm sao mà hành động được. Khó. À, bên này có con đường ạ. À. Bên này có con đường này. Rồi, đi sau đường bên này nha các bạn nha. À, đây. Chắc là đồ đạc nó sẽ ở trong này. Rồi, thì ra. Wow, có một cửa pháo này. Thì ra là đằng trước mặt của thằng là biển nha các bạn nha. Trước mặt của thằng là biển nha. Kỳ cái ngôi nhà của ông già gần biển này. Rồi, trong này có phòng này, cái thuyền này. Đó, vào phòng này. Rồi, đã tới cái xe beng rồi. Và một cái can xăng này. Can xăng này chắc là để lấy xăng này. Ôi ơi. Ôi, trốn đi đâu bây giờ? Ôi, bà ra đây rồi. Đóng cửa lại mới được. Bây giờ phải đợi bà long quăng qua con quật ở đây thì thằng 18 ra ngoài. Chính mới bảo mà mở cửa bùng phát. Ây da, các bạn ơi, thôi toàn rồi. Sao bà lại có thể biết thắng ở trong đó nhỉ các bạn nhỉ? Rồi, thế là mất ngay cái xe beng ngồi lại. Phải bây giờ lấy cái xe beng ở mái tiết đầu kia thôi. Công nhận bà với ông tình thật đấy. Xa như thế mà vẫn còn biết thắng à? Bây giờ tao phải đi đường nào bây giờ các bạn ơi? Thôi xong, lại bị bà phát hiện. Rồi. Ok bà ơi, cháu xin lỗi bà. Cháu yêu bà lắm. Cháu mặc bà. Ui, lại ông. Ui, ông ơi tha cho cháu nè. Cháu không làm gì đâu mà ông bà cứ đuổi cháu như thế. Trời ơi, trên tay của ông cầm cái chìa khóa xe này. Đúng rồi các bạn ơi, trên tay của ông cầm cái chìa khóa xe của ông già Noel nè.
Ông già Noel, nói chung ông già Noel bị mắc kẹt ở đây dài. Và trên đã buổi mình bị thiệt hai mạng rồi nha các bạn này. Không biết là chắc là mình phải chết hàng trăm mạng mới qua được cái level này mất các bạn ạ. Đi vào trong này. Vào trong này cầm cái xe beng rồi chạy ra ngoài, đừng có lấp nha. Bởi vì ông với bà biết là các bạn sẽ láo ở trong này. Ok. Cầm cái xe beng lên. Thế nào? Trong này còn cái đường gì thôi. Tốt nhất là cửa mở. Cửa này không mở được à? Cửa này không mở được. Ôi, có qua này, có qua này. Ôi, đây đây, đây có đường đi này. Đó. Cái gì đây? Ôi, đường không đi đúng. Đường này đi không được, tí nữa thằng bị kẹt luôn. Trong này có đường đi. À, đây đây có đường đi ở vườn đây. Trời ơi, muốn giải cứu ông già Loen mà khó quá. À, Dresup này. Dresup thì phải có chìa khóa thì mới vào được. Bây giờ thằng không có chìa khóa nên là thằng phải chui. Đâu rồi nhỉ? À bên này này các bạn này, bên này có một cái đường ống cống này, nó sẽ bậy nó ra. Đấy, ông già Loen ở trên này này. Ok. Ok, có cái nút. Đây có phải cái nút không? Cái nút gì đây? Đây không phải cái nút gì cả các bạn ạ. Nó chẳng là một cái quá gì luôn. Hình như tao vừa thấy một cái pháo nữa đâu ta. Anh không phải. À, bậy cái này ra lốt. Rồi, ok. Cái căn phòng này nó chẳng có cái gì. Mở cửa. Ok, mở cửa này. Có hộp quà thôi. Có lon nước này. Uống lon nước vào chạy rất là nhanh luôn nha. Đó, thấy chưa các bạn thấy chưa? Uống lon nước vào chạy rất là nhanh luôn. Trong bồn cầu này thì không có cái gì cả. Trong căn phòng này cũng không có cái gì luôn. Có một hộp quà luôn. Nói chung này hôm nay như kiểu đi lấy sạch quà của ông già Loen ấy, chứ không phải đi giải cứu ông già Loen. À đây đây, đây các bạn này. À các bạn nhìn kia xem có cái gì nhá. Thằng không thấy cái gì luôn. À ui. À thằng có lấy. Thằng có thể lấy lựa cái máy bắn nước này nhá. Đây này, bỏ bao nhiêu luôn. À, thùng rác. Rồi bây giờ uống nước kẹt cả luôn. Thằng sẽ lấy thật nhiều. À chỉ lấy hết rồi. Được 5-6 lon thôi. À đẹp một lon này. 8 lon luôn. Có rất là nhiều nước ăn. Bậy không? Thôi xong, cái chỗ này không bậy đường ra này các bạn này. Ê, chỗ này không bậy đường ra thì anh đi đường nào bây giờ? Bây giờ không còn đường nào để đi nữa, chắc là phải chui ra ngoài rồi. À coi cửa này, cái cửa này cũng bị bậy do cái cửa này chắc là phải cầm một cái gì đó. À, cái gì đây? Wow! Xong. Vâng. Cứ nhìn qua nhìn lại thấy là bị ngay cái tên Mr. Dog đấm một phát vào mặt luôn. Thế là ngã thằng bị ngất luôn. Vậy là ở trong cái ngôi nhà này có ông này, có bà này, cái tên Mr. Dog này. Ba người luôn, ba người bao vây bắt thắng. Thế này thì thắng làm sao mà giải cứu được ông già Loen. Tự nhiên thằng nghĩ ra một cách rất là hay. Đó là sẽ để ông già Loen ở với ông với bà với Mr. Dog đấy. Sang năm mới giải cứu. Chứ còn bây giờ hết Loen rồi đâu nữa. Có cần ông già Loen đâu. Đúng rồi, một cách rất là hay luôn. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của thắng nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.